55. Người nông dân và cơn bão. Một người nông dân có một trang trại nhỏ. Một ngày nọ, cơn bão lớn ập đến. Sau cơn bão, người nông dân thấy một phần lớn mùa màng của mình bị hư hại. Ông thất vọng nhưng không nản lòng. Ông bắt đầu trồng lại những cây mới ngay lập tức, bất chấp những mất mát vừa trải qua. Vài tháng sau, mùa màng lại phát triển mạnh mẽ, thậm chí còn tốt hơn trước. Bài học đối mặt với khó khăn, sự kiên trì và quyết tâm sẽ giúp chúng ta vượt qua và hồi phục mạnh mẽ hơn. 56. Con ngựa bị mất móng. Có một con ngựa khỏe mạnh bị mất một chiếc móng. Người chủ không xem việc đó là quan trọng và không sửa móng ngựa ngay. Nhưng trong lần di chuyển sau đó, chiếc móng thiếu đã khiến con ngựa bị thương, không thể tiếp tục chở hàng và cả chuyến đi bị thất bại. Bài học: đừng xem nhẹ những chi tiết nhỏ. Những vấn đề nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn nếu không được giải quyết kịp thời. 57. Bàn tay người mẹ. Một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Khi lớn lên, cậu luôn cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình có đôi tay xấu xí và nhăn nheo. Một ngày nọ, khi hỏi mẹ tại sao tay bà lại như vậy, người mẹ giải thích rằng, khi cậu còn bé, bà đã phải làm việc vất vả, đôi khi còn phải bốc than nóng để giữ ấm cho cậu trong những đêm lạnh giá. Cậu bé lặng người, nhận ra tình yêu của mẹ đã dành cho mình là vô giá. Bài học: đừng đánh giá bề ngoài. Hãy luôn biết trân trọng những người đã hy sinh vì bạn. 58. Hai cái bát. Một người thợ làm gốm tạo ra hai cái bát, một cái hoàn hảo và một cái bị nứt. Người thợ gốm định bỏ cái bát nứt đi, nhưng sau đó nhận ra rằng cái bát nứt có thể dùng để trồng cây. Thay vì đựng nước, nó lại trở thành nơi cho sự sống nảy mầm. Bài học: mỗi người đều có giá trị riêng của mình, dù chúng ta không hoàn hảo. 59. Người thầy và học trò. Một người học trò đến hỏi thầy mình về ý nghĩa của cuộc sống. Người thầy đưa cho học trò một cốc nước đầy và nói, hãy rót thêm nước vào cốc. Học trò lúng túng, đáp, thưa thầy, không thể rót thêm nước vào cốc đã đầy. Người thầy cười và nói, cũng như vậy, tâm trí của con phải luôn để trống một chút để có thể tiếp nhận kiến thức mới. Bài học: đừng để tâm trí mình quá đầy đủ kiến thức cũ mà không còn chỗ cho những điều mới mẻ. 60. Con cáo và chùm nho. Một con cáo nhìn thấy một chùm nho mọng nước trên cao. Nó nhảy lên để vơ lấy nhưng không thể. Sau nhiều lần cố gắng thất bại, con cáo bực tức bỏ đi và nói, nho chắc chắn chưa chín, chẳng đáng để ăn. Bài học: khi không đạt được điều gì, đừng tìm cách biện minh hay phủ nhận giá trị của nó. 61. Người nghèo và chiếc áo cũ. Một người nghèo chỉ có một chiếc áo cũ để mặc. Ông rất yêu quý nó vì đó là tài sản duy nhất của ông. Một ngày nọ, một người giàu có qua đường nhìn thấy và nói, tại sao ông không bỏ chiếc áo rách đó đi? Người nghèo đáp, tôi có thể bỏ đi, nhưng không ai biết rằng chiếc áo này đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Bài học: đôi khi, những thứ tưởng chừng không còn giá trị lại là minh chứng cho sự kiên cường và vượt qua khó khăn của chúng ta. 62. Cô bé và bó hoa. Một cô bé nghèo mỗi ngày đều hái những bông hoa dại ven đường để mang về nhà. Một ngày nọ, cô gặp một quý ông giàu có đang tìm kiếm một bó hoa đẹp cho bữa tiệc lớn. Cô bé mỉm cười và đưa cho ông những bông hoa dại của mình. Dù đơn giản, nhưng đó là bó hoa đẹp nhất mà quý ông từng nhận được. Bài học: giá trị của một món quà không nằm ở vật chất, mà ở tấm lòng người tặng. 63. Con ong chăm chỉ. Một ngày, một con ong nhỏ làm việc rất chăm chỉ từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ. Một con côn trùng khác nhìn thấy và nói, tại sao ngươi lại phí sức như vậy? Ngươi làm việc quá nhiều mà không nghỉ ngơi. Con ong trả lời, ta làm việc không chỉ cho ngày hôm nay mà còn cho tương lai của tổ ong. Bài học: sự chăm chỉ và chuẩn bị cho tương lai sẽ luôn được đền đáp. 64. Cái giếng khô. Một ngôi làng nhỏ không có nước và dân làng phải đi rất xa để lấy nước. Một người đàn ông trong làng quyết định đào một cái giếng, mặc cho mọi người chê cười ông vì nghĩ rằng không thể tìm thấy nước. Sau nhiều ngày, ông tìm thấy nước ngầm và cả làng đã có một cái giếng. Những người khác hối hận vì đã không kiên nhẫn đào từ trước. Bài học: kiên nhẫn và nỗ lực sẽ mang lại kết quả, ngay cả khi mọi người xung quanh không tin tưởng. 65. Chiếc đồng hồ hỏng. Một chiếc đồng hồ bị hỏng trong nhà được gia chủ bỏ quên vì không còn dùng được nữa. Tuy nhiên, mỗi ngày chiếc đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ 2 lần. Khi mọi người trong nhà nhận ra điều này, họ mới thấy rằng dù hỏng, chiếc đồng hồ vẫn có giá trị nhất định. Bài học: đôi khi, ngay cả khi chúng ta không hoàn hảo, vẫn có lúc chúng ta thể hiện giá trị của mình. 66. Người đàn ông mù và chiếc đèn.
Một người đàn ông mù đi bộ trong đêm, mang theo một chiếc đèn. Một người qua đường hỏi, tại sao ông cần đèn khi ông không thể nhìn thấy? Người mù trả lời, tôi mang đèn để người khác có thể nhìn thấy tôi và không va vào tôi. Bài học, đôi khi, những hành động của chúng ta không phải để giúp bản thân mà để giúp người khác. 67. Cái cây và những mùa lá rụng. Một cái cây to lớn, mỗi năm đều phải rụng lá. Nó buồn bã khi thấy mình trơ trọi trong mùa đông. Nhưng mỗi mùa xuân đến, cây lại đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá mới đẹp hơn xuất hiện. Cây nhận ra rằng, việc rụng lá là cách để nó phát triển và tái sinh. Bài học, mất mát đôi khi là cần thiết để tạo ra sự phát triển và đổi mới. 68. Người đàn ông và chiếc xe đẩy. Một người đàn ông đang đẩy một chiếc xe đẩy đầy cát đi qua sa mạc. Một người qua đường hỏi, tại sao ông không nghỉ ngơi? Người đàn ông trả lời, tôi không thể dừng lại, vì khi tôi ngừng đẩy, chiếc xe sẽ lún vào cát và tôi sẽ không thể di chuyển nữa. Bài học, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta không thể dừng lại vì nếu dừng, chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn hơn. 69. Hai người bạn và con gấu. Hai người bạn đi trong rừng và gặp một con gấu. Một trong hai người nhanh chóng trèo lên cây để trốn, để lại người kia trên mặt đất. Người bạn còn lại không biết trèo, nên giả vờ nằm chết. Con gấu đến gần, ngửi thấy hơi thở của anh ta, tưởng rằng anh đã chết, nên bỏ đi. Người bạn trên cây xuống và hỏi, con gấu đã nói gì với cậu? Người bạn nằm đất trả lời, nó khuyên tôi nên cẩn thận với những người bạn không trung thành. Bài học, khó khăn sẽ giúp chúng ta nhìn rõ lòng người và những ai thực sự là bạn tốt. 70. Cậu bé và bài kiểm tra. Một cậu bé rất thông minh nhưng luôn tự mãn. Trong một kỳ kiểm tra, cậu không chịu học hành kỹ lưỡng vì nghĩ rằng mình có thể dễ dàng vượt qua. Kết quả, cậu làm bài rất tệ. Cậu bé nhận ra rằng, dù có thông minh đến đâu, nếu không nỗ lực học hỏi, thành công vẫn không đến. Bài học, tài năng sẽ vô ích nếu chúng ta không cố gắng và kiên trì rèn luyện. 71. Con rắn và cái bóng của mình. Một con rắn nhìn thấy cái bóng của mình trong ánh nắng và nhận ra rằng nó lớn hơn nhiều so với nó nghĩ. Nó quyết định rằng mình sẽ trở thành vua của rừng rậm. Nhưng khi cố gắng đánh bại những loài khác để khẳng định vị trí của mình, nó đã bị một con diều hâu tấn công và mất mạng. Bài học, đừng để sự kiêu ngạo và cái tôi làm mờ đi thực tế. Hãy luôn biết vị trí và giới hạn của mình. 72. Cây tre và cây sồi. Một cây sồi to lớn cười nhạo cây tre nhỏ bé vì nó yếu ớt và dễ bị gió thổi gãy. Nhưng khi một cơn bão lớn ập đến, cây sồi không thể đứng vững và bị đổ rạp, trong khi cây tre vẫn đứng thẳng vì nó biết cách uốn mình theo gió. Bài học, sự linh hoạt và khả năng thích nghi đôi khi quan trọng hơn sức mạnh cứng rắn. 73. Con cá vàng và người đánh cá. Một người đánh cá bắt được một con cá vàng nhỏ. Con cá xin người đánh cá hãy thả nó đi và hứa sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho ông. Nhưng người đánh cá cười lớn và nói, ta không tin một con cá nhỏ như ngươi có thể mang lại điều gì tốt đẹp. Ông ta thả con cá vàng đi mà không đòi hỏi gì. Nhiều năm sau, người đánh cá nghèo khổ tiếc nuối khi nghe câu chuyện về những điều kỳ diệu mà con cá vàng đã ban cho những người khác. Bài học, đừng vội vàng đánh giá thấp giá trị của những điều nhỏ bé. Những cơ hội quý giá đôi khi đến từ những điều đơn giản nhất. 74. Người thầy và cậu học trò cứng đầu. Một người thầy có một cậu học trò rất thông minh nhưng luôn cho rằng mình đã biết hết mọi thứ. Một ngày nọ, thầy mời cậu đến uống trà. Khi cốc của cậu đã đầy, thầy vẫn tiếp tục rót, làm trà tràn ra ngoài. Cậu học trò ngạc nhiên hỏi, tại sao thầy lại làm vậy? Thầy đáp, giống như cốc trà này, tâm trí con đã đầy. Con cần phải trống rỗng một chút để có thể học hỏi thêm. Bài học, hãy luôn giữ tâm trí cởi mở và sẵn sàng học hỏi, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình đã biết đủ. 75. Người nông dân và đám cỏ dại. Một người nông dân chăm sóc rất kỹ lưỡng mảnh vườn của mình, nhưng sau một thời gian, cỏ dại bắt đầu mọc khắp nơi. Dù cố gắng loại bỏ, cỏ dại vẫn trở lại ngày càng nhiều. Người nông dân nhận ra rằng, thay vì chỉ nhổ bỏ cỏ, ông cần phải chăm sóc cây trồng khỏe mạnh để chúng có thể lấn át và đẩy lùi cỏ dại. Bài học, thay vì chỉ tập trung vào việc loại bỏ tiêu cực, hãy nuôi dưỡng những điều tích cực để chúng có thể tự vượt qua những khó khăn. 76. Người lái đò và hành khách. Một ngày nọ, một người đàn ông trí thức đi đò qua sông. Ông bắt đầu hỏi người lái đò về các khái niệm triết học và khoa học. Người lái đò khiêm tốn thừa nhận mình không biết nhiều. Người đàn ông cười nhạo ông và nói, cuộc đời của anh là một sự lãng phí. Nhưng khi thuyền gặp bão và sắp chìm, người lái đò hỏi lại, ông có biết bơi không? Người trí thức hoảng sợ thừa nhận mình không biết. Người lái đò nói,
vậy thì cuộc đời của ông mới thực sự gặp nguy hiểm. Bài học, đôi khi, những kỹ năng và kiến thức thực tiễn lại quan trọng hơn những thứ chúng ta nghĩ là cao siêu. 77. Con mèo và tiếng chuông. Một con mèo luôn săn bắt những con chuột trong nhà. Đàn chuột quyết định họ cần phải làm điều gì đó để tránh bị săn bắt. Một con chuột đề xuất ý tưởng gắn một chiếc chuông vào cổ mèo để họ có thể nghe thấy nó đến gần. Tất cả đều tán thành, nhưng không ai dám thực hiện vì họ sợ mèo. Bài học, lên kế hoạch là một chuyện, nhưng nếu không có hành động dũng cảm, thì mọi kế hoạch đều vô ích. 78. Người lính và chiếc đèn lồng. Một người lính cũ về hưu được tặng một chiếc đèn lồng thần kỳ, có thể sáng mãi không tắt. Dù ban đầu anh rất trân trọng nó, theo thời gian, anh bắt đầu quên mất giá trị của chiếc đèn. Một đêm tối trời, khi chiếc đèn vô tình bị vỡ, anh mới nhận ra rằng mình đã mất đi một bảo vật quý giá. Bài học, đừng xem thường những điều quý giá mà bạn có trong cuộc sống. Chỉ khi mất đi, chúng ta mới thấy sự quan trọng của chúng. 79. Người thương gia và chiếc gương. Một người thương gia giàu có sở hữu một chiếc gương quý giá. Mỗi khi soi gương, ông chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị và không hạnh phúc của mình. Một ngày nọ, ông tặng chiếc gương cho một người bạn và không bao giờ nhìn lại. Thay vì tiếp tục ngắm mình trong gương, ông bắt đầu giúp đỡ người khác và tìm thấy niềm vui trong việc làm những điều tốt đẹp. Cuối cùng, ông nhận ra rằng hạnh phúc không nằm trong hình ảnh phản chiếu, mà là những gì ông đã làm cho người khác. Bài học, hạnh phúc thật sự không đến từ việc chúng ta nhìn thấy bản thân mình, mà từ việc giúp đỡ và làm điều tốt đẹp cho người khác. 80. Con thỏ và cái bẫy. Một con thỏ thấy một bẫy dập trong rừng. Dù biết đó là một cái bẫy, nó tò mò và quyết định thử sức để lấy miếng mồi. Nhưng ngay khi nó chạm vào, bẫy đóng lại và bắt giữ nó. Thỏ nhận ra mình đã quá tự mãn và coi thường nguy hiểm. Bài học, đừng đánh giá thấp những nguy hiểm rõ ràng. Tham lam và tự mãn có thể khiến chúng ta rơi vào tình huống khó khăn. Nếu bạn thấy video này hữu ích có tính ứng dụng thực tế hãy bình luận số 1, không thực tế thì bình luận số 9. Điều đó rất hữu ích với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 81. Con gà trống và viên ngọc. Một con gà trống đang đi kiếm ăn trong sân và tìm thấy một viên ngọc quý. Nó nhìn viên ngọc và nói, nếu ta là người, chắc chắn ta sẽ rất vui khi tìm thấy viên ngọc này. Nhưng đối với ta, một hạt thóc có giá trị hơn nhiều. Bài học, giá trị của một vật phụ thuộc vào nhu cầu và quan điểm của từng người. Những gì quý giá với người này có thể không có ý nghĩa gì với người khác. 82. Người thợ và đứa con trai. Một người thợ mộc có đứa con trai nhỏ muốn giúp cha trong công việc. Người thợ mộc đưa cho cậu bé một thanh gỗ và yêu cầu cậu đẽo nó thành một cái thìa. Cậu bé làm với tất cả sự cố gắng, nhưng sản phẩm cuối cùng không hoàn hảo. Tuy nhiên, người cha không trách móc mà khen ngợi, con đã cố gắng, và lần sau con sẽ làm tốt hơn. Bài học, sự cố gắng và học hỏi từ những lỗi lầm là cách tốt nhất để tiến bộ. 83. Người thầy và ngọn nến. Một người thầy mang đến một buổi học với các học trò của mình một ngọn nến đang cháy. Ông hỏi, các con có thấy ánh sáng này không? Tất cả học trò đều gật đầu. Người thầy thổi tắt nến và hỏi, còn bây giờ? Một cậu học trò đáp, chúng con không thấy gì cả. Người thầy nói, ánh sáng của tri thức cũng giống như ngọn nến này. Khi có nó, bóng tối biến mất, nhưng khi nó tắt, bóng tối lại bao trùm. Bài học, tri thức là ngọn đèn soi sáng cuộc sống. Khi chúng ta không tiếp thu tri thức, cuộc sống sẽ trở nên mù mịt. 84. Người lữ hành và cơn mưa. Một người lữ hành đang trên đường thì gặp một cơn mưa lớn. Thay vì tìm chỗ trú mưa, ông tiếp tục bước đi và chấp nhận việc mình sẽ bị ướt. Khi trời tạnh mưa, ông nhìn lại và nhận ra rằng việc tiếp tục đi dưới mưa đã giúp ông không bị lạc đường và vẫn đến đích đúng giờ. Bài học, đôi khi, thay vì tránh né khó khăn, chúng ta cần đối mặt với chúng để đạt được mục tiêu của mình. 85. Con kiến và giọt nước. Một con kiến đang tìm đường về tổ thì bị rơi xuống dòng nước. Nó đang chớ vế thì một con chim bay ngang qua, nhìn thấy và thả một chiếc lá xuống. Con kiến bám vào chiếc lá và được cứu. Một thời gian sau, khi con chim đang đậu trên cành cây, con kiến nhìn thấy một thợ săn đang nhắm bắn con chim. Nó nhanh chóng cắn chân thợ săn, khiến hắn bắn trượt và con chim thoát nạn. Bài học, lòng tốt và sự giúp đỡ lẫn nhau sẽ được đền đáp theo những cách mà ta không ngờ tới. 86. Người bán hàng và quả dưa hấu. Một người bán dưa hấu rất thành công vì những quả dưa của ông luôn ngọt và ngon. Một người hàng xóm hỏi bí quyết của ông. Ông trả lời, tôi chọn những quả dưa không chỉ bằng mắt mà còn bằng cả trái tim.
Tôi chỉ bán những gì mà tôi tin là tốt nhất cho khách hàng của mình. Bài học, sự chân thành và tâm huyết trong công việc sẽ mang lại thành công bền vững. 87. Cậu bé và ngôi sao. Một cậu bé đi dạo bên bờ biển, nhìn thấy hàng ngàn con sao biển bị mắc cạn. Cậu bắt đầu nhặt từng con và ném chúng trở lại biển. Một người qua đường thấy vậy và hỏi, làm sao con có thể cứu hết được chúng? Việc con làm không thay đổi gì cả. Cậu bé mỉm cười, nhặt một con sao biển và nói, ít nhất con đã thay đổi cuộc sống của con sao này. Bài học, dù hành động của bạn nhỏ bé, nhưng nó vẫn có ý nghĩa lớn đối với những người bạn giúp đỡ. 88. Con cáo và chiếc gương. Một con cáo thấy một chiếc gương trong rừng. Nó nhìn vào gương và nghĩ rằng mình đang gặp một con cáo khác. Nó tỏ ra hung hãn và dọa nạt. Nhưng con cáo kia cũng hung hãn không kém. Cuối cùng, nó nhận ra rằng kẻ địch mà nó đang đối đầu chính là bản thân mình. Bài học, đôi khi, kẻ thù lớn nhất mà chúng ta đối mặt không phải là người khác, mà là chính mình. 89. Người thợ săn và chiếc cung. Một người thợ săn sở hữu một chiếc cung rất bền và mạnh mẽ. Nhưng vì quá tin tưởng vào nó, ông không bảo quản đúng cách và để cung bị ẩm. Cuối cùng, khi ông cần sử dụng, chiếc cung đã bị hỏng không thể dùng được nữa. Bài học, đừng bao giờ coi thường việc bảo vệ và duy trì những gì bạn có, dù đó là công cụ hay mối quan hệ. 90. Con chó và miếng thịt. Một con chó chạy qua một con sông với miếng thịt trong miệng. Khi nhìn thấy bóng của mình dưới nước, nó tưởng đó là một con chó khác đang cầm một miếng thịt lớn hơn. Nó há miệng để giành lấy miếng thịt của con chó kia, và cuối cùng, nó mất luôn cả miếng thịt của mình. Bài học, sự tham lam có thể khiến chúng ta mất đi những gì đang có. 91. Người đàn ông và cái hố sâu. Một người đàn ông đi trong rừng và vô tình ngã xuống một cái hố sâu. Ông ta cố gắng trèo lên nhưng không thể. Ông bắt đầu la hét và trách móc số phận. Một người qua đường nhìn thấy và nói, thay vì trách móc, hãy nhìn quanh xem có thứ gì giúp ông thoát khỏi hố này không. Người đàn ông nhận ra rằng có một sợi dây gần đó mà ông đã bỏ qua. Với sự giúp đỡ của người qua đường, ông đã thoát khỏi cái hố. Bài học, khi đối mặt với khó khăn, thay vì trách móc, hãy tập trung tìm cách giải quyết vấn đề. 92. Người học trò và mảnh vườn. Một học trò hỏi thầy mình, làm thế nào để con có thể sống một cuộc đời ý nghĩa? Người thầy dẫn học trò đến một mảnh vườn đầy cỏ dại và nói, hãy bắt đầu bằng việc nhổ cỏ và trồng những hạt giống tốt. Học trò không hiểu, nhưng sau một thời gian làm việc chăm chỉ, mảnh vườn trở nên xanh tươi và tràn đầy hoa trái. Người thầy nói, cuộc đời của con cũng như mảnh vườn này. Hãy loại bỏ những thói quen xấu và gieo trồng những điều tốt đẹp. Bài học, để sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta cần phải chăm sóc tâm hồn mình giống như chăm sóc một mảnh vườn. 93. Con cú và ánh trăng. Một con cú luôn bay vào ban đêm và rất yêu thích ánh trăng. Nhưng vào những đêm mây mù, khi không thấy trăng, nó cảm thấy buồn bã và nghĩ rằng ánh sáng đã biến mất mãi mãi. Một ngày nọ, khi bay qua một hồ nước, nó nhìn thấy bóng trăng phản chiếu trên mặt nước và nhận ra rằng, ngay cả khi không thể nhìn thấy, ánh trăng vẫn luôn ở đó. Bài học, những điều tốt đẹp luôn hiện hữu, ngay cả khi chúng ta tạm thời không thấy được chúng. 94. Người thợ đá và bức tượng. Một người thợ đá được giao nhiệm vụ tạc một bức tượng đẹp cho ngôi đền. Dù đã làm việc chăm chỉ, ông vẫn không hài lòng với tác phẩm của mình. Ông phá bỏ và bắt đầu lại nhiều lần, cho đến khi tạo ra một bức tượng hoàn hảo. Khi nhìn lại những mảnh đá vỡ vụn xung quanh, ông nhận ra rằng mỗi lần thất bại đã giúp ông đến gần hơn với sự hoàn hảo. Bài học, thất bại không phải là sự kết thúc, mà là bước đệm để chúng ta tiến tới thành công. 95. Người đàn ông và cây táo. Một người đàn ông có một cây táo trong vườn, nhưng cây táo không ra quả trong nhiều năm. Dù cây táo không ra quả trong nhiều năm, ông vẫn chăm sóc nó rất cẩn thận. Một ngày nọ, ông quyết định chặt bỏ cây vì thất vọng. Khi vừa chuẩn bị chặt, ông bỗng thấy những bông hoa nở rộ trên cây và nhận ra rằng nó đã bắt đầu ra quả. Ông hiểu rằng nếu ông từ bỏ sớm, ông sẽ không bao giờ thấy được thành quả của sự kiên trì. Bài học, đôi khi, kiên nhẫn và chăm sóc là điều cần thiết để đạt được kết quả mà chúng ta mong đợi. 96. Người nông dân và vụ mùa. Một người nông dân làm việc chăm chỉ trên cánh đồng của mình, nhưng mỗi năm, vụ mùa của ông đều thất bát. Ông bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình và nghĩ rằng có thể mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Một hôm, một người đi ngang qua đã khuyên ông, hãy tin tưởng vào công việc của mình và cải thiện kỹ thuật canh tác. Người nông dân quyết định thử nghiệm những phương pháp mới và cuối cùng, vụ mùa của ông trở nên bội thu. Bài học, đôi khi,
Điều cần thiết là thay đổi cách tiếp cận để đạt được thành công. 97. Con sư tử và con chuột. Một ngày, một con sư tử bắt được một con chuột. Con chuột van xin, xin hãy thả tôi sẽ trả ơn cho ngài. Sư tử cười khẩy và thả chuột đi. Một thời gian sau, sư tử bị mắc vào bẫy của thợ săn. Con chuột nghe thấy tiếng kêu cứu của sư tử và nhanh chóng chạy đến cắn đứt dây bẫy, giúp sư tử thoát thân. Sư tử nhận ra rằng không nên đánh giá thấp bất kỳ ai. Bài học: không nên đánh giá thấp khả năng của người khác, vì đôi khi họ có thể giúp đỡ bạn hơn bạn nghĩ. 98. Người đàn ông và chiếc đồng hồ. Một người đàn ông rất thích chiếc đồng hồ của mình. Một ngày nọ, chiếc đồng hồ bị hỏng và ông đem đến cửa hàng sửa chữa. Thợ sửa chữa nói rằng ông cần phải thay pin mới. Người đàn ông lo lắng vì pin rất đắt. Cuối cùng, ông chấp nhận chi tiền để thay pin, và khi nhận lại đồng hồ, ông nhận ra rằng nó chạy chính xác hơn bao giờ hết. Bài học: đôi khi, đầu tư vào những thứ cần thiết sẽ mang lại giá trị lâu dài và cải thiện chất lượng cuộc sống. 99. Con chim sẻ và con chim én. Một con chim sẻ nhỏ thấy con chim én bay cao trên bầu trời. Nó hỏi, tại sao cậu lại bay cao như vậy? Chim én trả lời, tôi không sợ hãi thử thách và tôi luôn cố gắng bay cao hơn. Chim sẻ cảm thấy ghen tị và quyết định cũng bay lên. Nhưng nó không thể bay cao như chim én và nhanh chóng kiệt sức. Nó nhận ra rằng mỗi loài có khả năng riêng và cần chấp nhận giới hạn của bản thân. Bài học: đừng so sánh mình với người khác, hãy chấp nhận và phát huy khả năng của riêng mình. 100. Người thuyền trưởng và cơn bão. Một người thuyền trưởng giàu kinh nghiệm dẫn dắt con tàu của mình ra khơi. Khi cơn bão ập đến, thủy thủ hoảng sợ. Nhưng thuyền trưởng bình tĩnh chỉ huy và cho mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, họ đã vượt qua cơn bão an toàn. Thủy thủ hiểu rằng sự bình tĩnh và lãnh đạo là yếu tố quan trọng giúp vượt qua khó khăn. Bài học: trong những thời điểm khủng hoảng, sự bình tĩnh và quyết đoán là rất cần thiết. 101. Cô bé và chiếc gương. Một cô bé rất thích ngắm mình trong gương. Cô chăm chút trong ngoại hình mà quên đi việc phát triển phẩm chất bên trong. Một ngày nọ, chiếc gương vỡ. Cô bé hoảng hốt và không biết làm gì. Sau một thời gian, cô nhận ra rằng giá trị của mình không nằm ở ngoại hình mà chính là sự tử tế và lòng tốt. Bài học: đừng chỉ chăm lo cho vẻ bề ngoài, mà hãy phát triển tâm hồn và nhân cách của mình. 102. Người câu cá và con cá khổng lồ. Một người câu cá bắt được một con cá khổng lồ. Con cá van xin, hãy thả tôi sẽ cho ông 3 điều ước. Người câu cá nghĩ một lúc và quyết định thả cá. Con cá biến mất trong nước. Người câu cá hiểu rằng lòng tốt đôi khi mang lại phần thưởng không ngờ. Bài học: hành động tốt đẹp có thể mang lại kết quả tốt đẹp không thể đoán trước. 103. Người cha và đứa con. Một người cha dạy con trai cách làm việc chăm chỉ bằng cách giao cho cậu nhiều công việc nhà. Đứa con ban đầu cảm thấy chán nản, nhưng sau một thời gian, cậu nhận ra rằng việc làm giúp cậu trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Cuối cùng, cậu cảm ơn cha vì đã dạy cậu những bài học quý giá. Bài học: những nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản có thể dạy chúng ta nhiều điều về cuộc sống và trách nhiệm. 104. Người đánh cá và giấc mơ. Một người đánh cá thường xuyên mơ về việc bắt được một con cá lớn. Một hôm, ông tình cờ bắt được một con cá lớn và quyết định thả nó trở lại biển vì ông đã có đủ cá để sống. Mỗi khi nhìn lại, ông không hối hận vì đã từ bỏ cơ hội lớn, mà thay vào đó, ông sống hạnh phúc với những gì mình có. Bài học: đôi khi, sự hài lòng với những gì hiện có thể mang lại hạnh phúc hơn là theo đuổi những giấc mơ xa vời. 105. Người nghệ sĩ và bức tranh. Một người nghệ sĩ dành nhiều năm để hoàn thiện một bức tranh, nhưng khi hoàn thành, ông không hài lòng với nó và quyết định vẽ lại. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông nhận ra rằng chính những lần thất bại đã làm cho bức tranh trở nên hoàn hảo hơn. Bài học: những nỗ lực và thất bại trên hành trình sáng tạo thường giúp chúng ta có được thành phẩm tốt nhất. 106. Con chó và cái xương. Một con chó tìm thấy một miếng xương và rất vui mừng. Nhưng khi nó đi qua một cây cầu, nhìn thấy phản chiếu của mình trong nước, nó nghĩ rằng đó là một con chó khác đang cầm một miếng xương lớn hơn. Nó há miệng để lấy xương, nhưng làm mất luôn miếng xương của mình. Bài học: sự tham lam có thể khiến chúng ta mất đi những gì quý giá nhất. 107. Người thợ và chiếc xe cũ. Một người thợ sửa xe nhận một chiếc xe cũ rất hỏng. Nhiều người khuyên ông nên bỏ đi, nhưng ông quyết định sửa chữa và phục hồi nó. Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, chiếc xe trở thành một tác phẩm nghệ thuật và thu hút mọi ánh nhìn. Bài học: đôi khi,
những thứ bị xem nhẹ lại có thể trở thành giá trị nếu chúng ta đầu tư công sức và thời gian. 108. Người mẹ và đứa con. Một người mẹ luôn lo lắng cho con trai của mình, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng khi con trai lớn lên, cậu cảm thấy thiếu kỹ năng đối mặt với thử thách. Một ngày, người mẹ nhận ra rằng chính những khó khăn giúp con trai trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bà bắt đầu để cậu tự quyết định và đối mặt với thực tế. Bài học, đôi khi, việc bảo vệ quá mức có thể cản trở sự phát triển của người khác. Hãy để họ học hỏi từ những trải nghiệm của mình. Tới đây cây ngọn đèn dầu cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để nghe. Nếu thích nội dung này thì bấm nút thích để góp phần lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đội ngũ cây ngọn đèn dầu xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để nghe video này.